Xin chào các em. Chào mừng các em đến với giờ học âm nhạc trực tuyến ngày hôm nay. Các em thân mến, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid nên cô trò chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những giờ học trực tuyến. Chúc các em có một giờ học thật hiệu quả và thật vui vẻ nhé. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nào. Cô mời các em cùng bước sang tiết học mới ngày hôm nay. Chúng ta sẽ ôn lại những bài hát mà đã được học trong những tiết học trước. Đó chính là bài hát Em yêu hòa bình, bài hát Bạn ơi lắng nghe và bài hát Cò lả nhé. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ nhất trong bài học ngày hôm nay. Đó chính là ôn tập bài hát Em yêu hòa bình, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Cô mời các em cùng lắng nghe nhạc và hát lại bài hát Em yêu hòa bình nhé. Các em thân mến, trong buổi học trước, cô và các em đã cùng nhau luyện tập cách gõ đệm về tiết tấu theo giai điệu của bài hát. Và trong tiết học này, chúng ta sẽ cùng nhau gõ đệm theo phách và vận động cơ thể theo giai điệu của bài hát này nhé. Ở phần gõ đệm theo phách, các em lưu ý chúng ta sử dụng thanh phách hoặc vỗ tay vào những ký hiệu màu xanh trong bản nhạc trên màn hình của cô. Cô sẽ làm mẫu câu 1, sau đó chúng mình lắng nghe giai điệu kết hợp với quan sát lên màn hình và cùng nhau gõ đệm theo phách nhé. Em yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, yêu từng gốc đa bờ tre đường làng. Và sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau hát kết hợp với vận động cơ thể theo giai điệu của bài hát Em yêu hòa bình nhé. Các em lưu ý, bài hát được viết ở nhịp 2-4. Quan sát lên màn hình, chúng ta sẽ có hai tổ hợp vận động cơ thể tương ứng với hai phách trong ô nhịp 2-4. Trong tổ hợp vận động 1, phách 1 là vỗ đùi trái, phách 2 là vỗ tay, và tổ hợp vận động 2 thì phách 1 là vỗ đùi phải và phách 2 là búng tay. Chúng ta có thể sử dụng tổ hợp vận động 1 hoặc tổ hợp vận động 2 xuyên suốt quá trình vận động cơ thể bài hát này. Nhưng cô muốn dành cho chúng ta một thử thách, đó chính là kết hợp hai tổ hợp này trong cùng một quá trình vận động cơ thể theo giai điệu của bài hát Em yêu hòa bình đấy. Nào, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe giai điệu và quan sát lên màn hình nhé. Cô sẽ thực hiện mẫu hình thức vận động cơ thể theo hai tổ hợp trên. Yêu nhau.
Nào, xin mời các em cùng ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe nhé. Bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc Bana. Bài hát như gợi nên một bức tranh tươi đẹp về miền đất Tây Nguyên. Nào, bây giờ cô mời các em cùng hát lại bài hát Bạn ơi lắng nghe với âm nhạc nhé. Bây giờ cô mời các em cùng đứng dậy và biểu diễn bài hát. Và bài hát cuối cùng nằm trong nội dung ôn tập ngày hôm nay, đó chính là bài hát Cò Lạ. Và bây giờ, chúng ta cùng hát và gõ điệp theo nhịp trong bài hát Cò Lạ nhé. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình.
chúng ta có thể sử dụng thanh phách hoặc vỗ tay vào những ký hiệu ngôi sao màu đỏ của cô trên màn hình. Và bây giờ, cô sẽ làm mẫu câu hát đầu tiên, sau đó xin mời các em cùng hát kết hợp với gõ điệp theo nhịp với âm nhạc nhé. Con cò, cò bay là bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng. Và sau đây, chúng ta cùng chuyển sang một nội dung rất thú vị, đó chính là hát đối đáp. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Bài hát Con cò được chia thành 4 câu, và cô sẽ phân công nội dung hát đối đáp như sau. Các bạn học sinh nữ sẽ hát 2 câu đầu, tức là từ đầu tiên đến ra cánh đồng. Và các bạn học sinh nam sẽ hát 2 câu còn lại, từ tình tính tang cho đến kết thúc bài hát. Và bây giờ xin mời các em cùng hát đối đáp với âm nhạc nhé. Các em thân mến, như vậy trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng nhau ôn tập 3 bài hát, đó chính là bài Em Như Hòa Bình, bài hát Bạn Ơi Lắng Nghe và bài hát Cò Lả. Vào tiết học này, các em hãy học thuộc bài hát, luyện tập gõ đẹp theo phách và vận động cơ thể kết hợp biểu diễn nhé. Tiết học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.